Các bạn đang nghe truyện tiên công khai vật trên kênh TV Audio CV. Chương 604, Vạn Dược Môn Tiểu Tranh Phong Động phủ số 281 Ninh Chuyết dơ cây trùy nhỏ, gõ nhẹ lên bề mặt kim loại trắng sáng như kim cương. Loại kim loại này cực kỳ cứng rắn, dưới ánh sáng, bề mặt nó hiện lên một màu trắng xóa hoàn toàn. Vừa gõ, Ninh Chuyết vừa thi triển pháp quyết luyện khí, pháp lực không ngừng thẩm thấu vào bên trong kim loại, khiến bề mặt nó trở nên mềm hơn một chút dễ dàng cho việc gõ và biến hình gõ xong ninh triết dùng thần thức điều khiển ba trong số năm ngón tay cơ quan phù du xòe bàn tay ra hướng về phía mặt kim loại trắng hô hô năm ngọn lửa đồng loạt phun ra thiêu đốt bề mặt kim loại trắng cho đến khi nó đỏ rực mềm nhũng từng nét bùa chú nhỏ như đầu ngón tay ánh lên màu xám điều động phù băng bạch ngọc thủ bàn tay bạch ngọc chậm rãi bay đến phía trên mặt kim loại năm ngón tay cơ quan phù du còn lại cũng ngừng phun lửa đồng loạt lùi về sau mười ngón tay phù băng bạch ngọc thủ khẽ kết ấn tỏa ra một màn sương lạnh làn sương vô cùng tinh tế nhẹ nhàng làm giảm nhiệt độ của mặt kim loại nếu dùng cách hạ nhiệt thông thường mặt kim loại sẽ bị nứt vỡ khi đột ngột tiếp xúc với nước lạnh nếu điều đó xảy ra ninh chuyết sẽ phải nấu chảy và luyện lại từ đầu mặt kim loại trắng hoàn toàn nguội lạnh lơ lửng giữa không trung hiện ra hình chữ nhật phản phiêu. Ninh Chuyết lấy ra một cái trà đồng. Ba ngón tay cơ quan phù du bay tới, dùng lực nâng vô hình nâng chiếc trà đồng lên giữa không trung. Sau đó, lòng bàn tay chúng lại phun ra ngọn lửa, thiêu đốt trà đồng. Trà đồng dần dần tan chảy, hóa thành một vũng nước đồng. Ninh Chuyết sử dụng luyện khí thuật, loại bỏ tạp chất, tinh luyện nước đồng. Sau đó, hắn dùng thần niệm trực tiếp tạo hình cho nước đồng, kéo dài nó thành một sợi mảnh tranh thủ lúc nước đồng chưa kịp nguội, Ninh Tuyết lập tức lấy mặt kim loại trắng lúc trước ra, cuốn sợi đồng quanh nó một vòng cho đến khi hai đầu chạm vào nhau. Cuối cùng, hắn tiếp tục thi triển pháp quyết, bao phủ cấm chế lên trên sợi đồng. Lại thêm một chiếc kim cương kính. Ninh Tuyết kiểm tra một lượt, hài lòng cất nó vào trong đai lưng chứa đồ. Pháp quyết luyện chế kim cương kính bắt nguồn từ chung truyền pháp, là kính đài thông linh quyết của Tam Tông Thượng Nhân ở giai đoạn trúc cơ kính đài thông linh quyết cần ngoại vật hỗ trợ để tu luyện nội dung của nó bao gồm phương pháp chế tạo 8 loại pháp khí dạng kính kim cương kính là một trong số đó hồi ở vụ ẩn sơn ninh triết từng thi đấu thần thức với tôn linh đồng và thất bại chênh lệch giữa hai người là rất lớn ninh triết cũng nói rõ với tôn linh đồng rằng hắn cần cơ quan tạo vật hỗ trợ mới có thể phát huy uy lực của kính đài thông linh quyết mở rộng phạm vi thần niệm trong khoảng thời gian ở vụ ẩn sơn Ngoài việc bôn ba khắp nơi, Ninh Triết luôn suy nghĩ về phương pháp luyện chế những chiếc kính này. Sau khi cân nhắc, hắn nhận thấy kim cương kính có cách thức luyện chế tương đối đơn giản, trình tự không phức tạp, nguyên liệu lại dễ kiếm nhất. Vì vậy, sau khi đến tiểu tranh phong, hệ rảnh rỗi, Ninh Triết liền bắt tay luyện chế kim cương kính. Đây là chiếc thứ ba mà hắn luyện thành công. Kim cương kính thì dễ, không yêu cầu cao về môi trường luyện chế nhưng những chiếc kính tiếp theo chỉ dựa vào luyện chế thủ công thì e là không được. Ninh Triết cần một lò luyện khí. Lò luyện trong khoang thuyền Vạn Lý Du Long tuy có thể dùng được nhưng lại quá lãng phí, giống như đem dao mổ trâu đi giết gà. Ninh Triết cũng không muốn thuê luyện khí thất bên ngoài, bởi vì hắn không yên tâm với những nơi xa lạ. Đừng tưởng Vạn Dược môn là môn phái lớn, môn phong ngay thẳng thì không có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ đều do con người tạo nên mà đã là con người thì đều có lòng tham. Những môn nhân nắm giữ chức vụ rất dễ bắt nạt những tu sĩ ngoại lai như Ninh Triết. Điều này có thể thấy rõ qua thái độ của tên môn nhân phụ trách sắp xếp động phủ. Hắn ngang nhiên nhận hối lộ, không hề nương tay với người ngoài. Đây chính là kiểu ức hiếp của địa đầu xà. Hơn nữa, việc thuê luyện khí thất bên ngoài có thể khiến nội dung luyện khí bị tiết lộ. Tuy chung truyền pháp trong dung nham tiên cung vang vọng khắp nơi, nhưng chỉ có mình ninh chuyết lĩnh ngộ được tam tông thượng pháp ở cấp bậc trúc cơ trước khi mông vị phá giải truyền pháp chuông chỉ có mình ninh chuyết nắm giữ những công pháp này vì vậy hắn phải hết sức giữ bí mật ninh chuyết cũng không quá mãi mê luyện khí sau khi hoàn thành việc luyện chế hắn bắt đầu tu luyện như thường lệ phật đạo ma tam công trong tam tông thượng pháp luân phiên vận chuyển giúp tu vi của ninh chuyết không ngừng tiến bộ hiện tại tốc độ tăng tiến tu vi của ninh truyết vẫn rất khả quan một mặt là do hắn có thiên phú ngộ tính tốt mặt khác hắn chưa bao giờ keo kiệt đầu tư tài nguyên cho việc tu luyện của mình kể cả khi ở trong động phủ ninh triết cũng sử dụng lượng linh thạch vượt mức cho phép nhằm duy trì nồng độ linh khí cao trong quá trình tu luyện đang tu luyện được một lúc cơ quan điểu phi bỗng nhiên kêu lên ninh triết biết đã đến giờ bèn mở kết giới động phủ để tôn linh đồng tiến vào mấy ngày nay ngày nào tôn linh đồng cũng ra ngoài khi thì ẩn mình, khi thì cải trang, đi khắp nơi thu thập tin tức. Những tin tức này do tự mình thu thập nên cẩn thận và đáng tin cậy hơn so với mua bán. Chính nhờ có chúng mà trong mấy ngày qua, Ninh Tuyết và Tôn Linh Đồng đã hiểu rõ hơn về Vạn Dược Cốc. Vạn Dược Cốc bốn bề là núi, ở giữa là một thung lũng. Bốn ngọn núi lần lượt là Dược Điền Sơn, Tiểu Tranh Phong, Đại Tranh Phong và Nguyên Lai Sơn. Dược Điền Sơn gần như là ruộng bậc thang, mỗi tầng trồng một loại dược liệu khác nhau có thể nói nơi đây ngập tràn dược thảo trên tiểu tranh phong có rất nhiều tu sĩ từ nơi khác đến mỗi người đều có mục đích riêng đại tranh phong là nơi tọa lạc của vạn yêu động nơi đây từng xảy ra rất nhiều trận đại chiến máu nhuộm đỏ cả ngọn núi nhưng cho đến nay nó đã không còn náo nhiệt như xưa cuối cùng là nguyên lai sơn ngọn núi này vốn không thuộc về vạn dược cốc mà được di chuyển từ nơi khác đến cùng với vạn dược môn người di chuyển ngọn núi này chính là sơn thần của nguyên lai sơn có thực lực vô cùng cường đại ông ta có thể dời non lấp biển nhờ vào thiên tư dị bẩm tuy nhiên cũng chính vì sử dụng quá độ sức mạnh sau khi di chuyển đến đây sơn thần đã rơi vào giấc ngủ say không còn đáp lại lời khẩn cầu của tín đồ sở dĩ vạn dược môn không tiết giá nào giúp toàn lực di chuyển môn phái đến đây là vì vạn dược cốc là nơi được trời ban tặng có linh khí dồi dào dưới lòng đất nơi đây có một con sông ngầm rộng lớn con sông ngầm này ẩn chứa linh khí nồng đậm thuộc thủy hành linh mạch nước trong các con suối ở vạn dược cốc đều là linh tuyền vạn dược môn có thể sản xuất ra lượng lớn dược thảo là nhờ có nước linh tuyền tưới tiêu đầy đủ chính vì vậy nguyên lai sơn được xem là sơn môn của vạn dược môn trên núi có rất nhiều cung điện, hành lang, đình đài, lầu cát, sang sát nhau, là nơi tụ họp của các tu sĩ vạn dược môn. Nơi đây được bố trí phòng ngự vô cùng nghiêm ngặt. Đại tranh phong là nơi có hệ thống phòng ngự yếu kém nhất, bởi vì nơi đây từng xảy ra quá nhiều trận chiến tranh giành, gần như mỗi tất đất đều nhúng máu yêu tu và nhân tu. Vì vậy, đại tranh phong được xem là hung địa, sát khí quá nặng, không thích hợp trồng trọt dược thảo tiểu tranh phong là nơi vạn dược môn dùng để an trí các tu sĩ từ nơi khác đến những tu sĩ này rồng rắn lẫn lộn mỗi người một mục đích khác nhau bốn ngọn núi bao bọc lấy trung tâm sơn cốc tạo thành vạn dược cốc trong cốc địa thế bằng phẳng thổ nhưỡng phì nhiêu linh tuyền dày đặc như sao trên trời chúng giao nhau tạo thành những con đường linh tuyền tuyệt đẹp nơi đây được bố trí lục hợp trường sinh trận dùng để trồng những loại dược thảo quý hiếm nhất của vạn dược môn so với dược thảo trên dược điền sơn chủ yếu chú trọng số lượng dùng để buôn bán cung cấp cho thị trường thì dược thảo ở đây lại quý giá hơn rất nhiều vạn dược môn chủ tu ba môn công pháp theo thứ tự là bách thảo thanh thanh quyết mệnh đan pháp và y đạo chân giải dựa vào ba môn công pháp chủ tu này có thể thấy tu sĩ vạn dược môn am hiểu trồng trọt luyện đan và trị liệu bởi vậy tu sĩ vạn dược môn cơ bản được chia làm ba loại theo thứ tự là thực tu đan sĩ và y sư. Chính vì bản thân lực chiến đấu không đủ mạnh, nên chiến lược kinh doanh đối ngoại của vạn dược môn có chút khác biệt so với những môn phái khác. Họ bố trí tiểu tranh phong, thiết lập rất nhiều phúc lợi, nhằm thu hút tu sĩ từ bên ngoài đến cư trú lâu dài, tăng cường lực chiến đấu cho toàn bộ môn phái. Rất nhiều tu sĩ trên tiểu tranh phong đều đã ở lại đây hơn 10 năm, thậm chí là mấy chục năm. Thông thường rất ít môn phái nào lại quy mô lớn thu hút tu sĩ bên ngoài đến lại còn sắp xếp cho họ cư trú lâu dài ở gần sơn môn như vậy vạn dược môn không chỉ dung nạp những người này mà còn dùng sách lược ưu đãi giúp đỡ bản thân và tu sĩ bên ngoài chung sống hòa thuận hai bên đều có nhu cầu của riêng mình ví dụ như vạn dược môn trồng rất nhiều loại dược thảo khác nhau trên dược điền sơn và trong vạn dược cốc lý niệm của môn phái này chính là cầu đồng tồn dị hài hòa cùng tồn tại vạn dược môn chỉ có một vị nguyên anh tu sĩ đó chính là môn chủ đương nhiệm lâm bất phàm lâm bất phàm có biệt hiệu là chiến si nhưng ông ta không phải là người thích tự mình chiến đấu mà là say mê quan chiến thời trẻ lâm bất phàm là một bình luận viên nổi tiếng những lời bình của ông ta thường đánh trúng trọng điểm rất có tầm nhìn rất nhiều trận chiến quan trọng thường mời những người như ông ta đến bình luận giúp cho tên tuổi của họ được vang xa có lẽ quan chiến thực sự có hiệu quả, Lâm Bất Phàm đã đột phá thành công, đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Điều này cũng khiến cho vạn dược môn, vốn chỉ là một môn phái vừa và nhỏ, nhanh chóng vươn lên, trở thành một trong những môn phái lớn được công nhận. Chính sách và phúc lợi của Tiểu Tranh Phong đều là do một tay Lâm Bất Phàm tạo nên. Ông ta hiển nhiên là người có tài kinh doanh. Theo như tin tức thu thập được, mặc dù đã là Nguyên Anh tu sĩ, Lâm Bất Phàm vẫn tự mình xử lý rất nhiều việc có tấm gương sáng như ông ta, môn phong của vạn dược môn tự nhiên trở nên trong sạch. Tiểu Chuyết, người muốn mượn thai tức Linh Khải E là không dễ dàng đâu. Tôn Linh Đồng thở dài. Ta biết, thai tức Linh Khải là truyền thừa chí bảo của môn phái, luôn được Lâm Bất Phàm mang theo bên người. Điều này cũng là lẽ thường tình. Cũng giống như Ninh Tự Phạm luôn mang theo băng tâm Ngọc Hồ bên người vậy. Tôn Linh Đồng nói, chúng ta muốn từ tay một vị nguyên anh tu sĩ trộm bảo, quả thực khó như lên trời. Xem ra, chỉ có thể dựa theo quy củ, không ngừng thể hiện bản thân, tích lũy phúc lợi, để đổi lấy cơ hội sử dụng thai tức linh khải một lần. Trong ngọc giảng này là thông tin của những trúc cơ tu sĩ mạnh nhất hiện nay. Người muốn đổi lấy thai tức linh khải thì phải ở trong những động phủ cao cấp hơn, như vậy mới có thể nhanh chóng tích lũy được nhiều phúc lợi hơn. Vì vậy, những người này đều có thể là đối thủ của ngươi, nên triết dùng thần thức, xem xét nội dung trong ngọc giảng ma tu trịnh tinh trần kiếm tu lại vô ảnh đây là hai người được cho là mạnh nhất tiếp theo là yêu tu thường diễn cơ quan tu sĩ la tiêu mắt ninh truyết sáng lên không ngờ lại có một cơ quan tu sĩ hắn lập tức nảy ra ý định kết giao những cường giả này đều là trúc cơ kỳ còn những kim đan tu sĩ đã được vạn dược môn mời làm ngoại môn trưởng lão sẽ không ở lại tiểu tranh phong thông tin mà tôn linh đồng thu thập được vô cùng chi tiết và chính xác không chỉ có tư liệu của những trúc cơ cường giả này mà còn có cả những trận chiến kinh điển của họ những thông tin này đều được lan truyền rộng rãi trên tiểu tranh phong một mặt là vì mỗi trận tranh đoạt động phủ đều diễn ra công khai rất dễ bị người ngoài thu thập thông tin mặt khác việc tranh giành lợi ích liên quan đến động phủ đã tạo nên một thị trường mua bán tin tức ngầm tôn linh đồng nhắc nhở những thông tin này cũng không thể tin tưởng hoàn toàn trên tiểu tranh phong ngày nào cũng có tu sĩ giao đấu trong môi trường như vậy rất nhiều người đều che giấu một vài kỹ năng sát thủ, cho dù có bị lộ, họ cũng sẽ nhanh chóng nghiên cứu, tìm cách nắm giữ những bí mật và ác chủ bài mới. Đợi đến lúc ngươi khiêu chiến từng người một, ta sẽ âm thầm ra tay, giúp ngươi thăm dò ác chủ bài của đối thủ. Tôn Linh Đồng thật sự rất quan tâm đến Ninh Chuyết. Nhưng Ninh Chuyết lại lắc đầu, lão đại, đừng làm vậy. Vạn dược cốc khác với vụ ẩn sơn, ta muốn mượn thai tức Linh Khải một thời gian mới có thể đạt được mục đích của mình nhưng thứ này lại là truyền thừa chí bảo của vạn dược cốc vì vậy ta sẽ đi con đường quang minh chính đại không ngừng tìm hiểu thu thập thông tin cuối cùng là đường đường chính chính tiếp cận thai tức linh khải còn ngươi đi con đường đen tối này dựa theo thông tin ta thu thập được để lên kế hoạch trộm cắp có lẽ với sự phối hợp của ta ngươi có thể trộn thành công lão đại lần này chúng ta cần phối hợp ăn ý hơn tôn linh đồng cười hì hì trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích, dưới mí mắt một vị nguyên anh tu sĩ, lại còn ở trong môn phái lớn như vậy mà trộn truyền thừa chí bảo của họ, thật quá kích thích, chỉ cần nghĩ thôi cũng đã thấy thú vị rồi, Ninh Chuyết vội vàng nói, lão đại, đây chỉ là biện pháp cuối cùng của chúng ta. Biết đâu, chúng ta có thể tìm được cách khác hay hơn, ví dụ như khiến cho vạn dược môn tự mình đem bán thai tức linh khải. Nghe vậy, Tôn Linh Đồng lắc đầu, Ngươi muốn một môn phái tự mình bán đi truyền thừa bảo vật của họ sao, y cảm thấy điều đó thật khó tin. Ninh Chuyết nói, ta biết cơ hội này rất mong manh, nhưng ai có thể nói trước được chữ ngờ. Ta cho rằng, trên đời này không có thứ gì là không thể bán, chỉ là giá cả chưa phù hợp mà thôi. Hai người đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng chuông truyền tin. Một lát sau, một tấm thiệp khiêu chiến từ Hàng Châu xuất hiện trước mặt Ninh Chuyết và Tôn Linh Đồng. Tôn Linh Đồng kinh ngạc, thật thú vị, chưa đợi ngươi đi khiêu chiến, đã có người tự mình đến khiêu chiến ngươi rồi. Ninh Chuyết nói, chúng ta vừa mới đến đã nhận được động phủ số 281, có lẽ là nhờ phúc của Lâm Sang Sang, nhưng cũng khiến cho nhiều người muốn thử sức chúng ta. Hắn tiếp tục phán đoán, Hàng Châu chỉ là người đầu tiên, cho dù lần này ta có chiến thắng, sau đó chắc chắn cũng sẽ có không ít người tiếp tục khiêu chiến ta. Tôn Linh Đồng gật đầu, trừ phi ngươi sử dụng những cơ quan tạo vật như trọng trang huyết viên đại thắng, tạo ra ưu thế áp đảo, khiến cho bọn họ biết khó mà lui ninh chuyết lắc đầu hiện tại chưa cần thiết phải làm vậy ta muốn từng bước một mượn cơ hội này để tôi luyện thực lực của bản thân lần trước chứng kiến trận chiến giữa hắc phong hổ ma và mông tự trọng ta đã học hỏi được rất nhiều điều tôn linh đồng liên tục gật đầu đúng vậy không thể quá ỷ lại vào cơ quan người giỏi chiến đấu phải tu luyện cả xa và gần không thể thiên lệch Y cũng học hỏi được rất nhiều điều từ những người ở vụ ẩn sơn. Tung Linh đồng nói tiếp, Tiểu Triết, ngươi xem kỹ thông tin của Hàn Châu đi, ta ra ngoài một chuyến, xem có thể moi thêm được tin tức gì không? Ninh Triết gật đầu, dặn dò, lão đại, cẩn thận. Hắn ở lại trong động phủ tiếp tục nghiên cứu thông tin của Hàn Châu, phát hiện đối phương am hiểu cận chiến, phòng ngự cực kỳ chắc chắn. Hàn Châu sử dụng rất ít pháp khí, chỉ bằng vào nhục thân hắn ta đã có thể chống đỡ những đòn tấn công mạnh mẽ từ bên ngoài. Sự cứng cỏi ấy khiến cho ngay cả Ninh Triết cũng phải tự ti. Phải làm sao để đối phó đây? Ninh Triết đang suy nghĩ thì có người truyền âm, "Ninh Triết công tử có trong động phủ không?" Ninh Triết khẽ nhíu mày, giọng nói này nghe quen quen. Hắn lập tức cảm ứng nhân mệnh huyền ti, phát hiện Lâm Sang Sang đang đứng ở bên ngoài động phủ. "Lâm cô nương." Ninh Triết thi lễ, mời Lâm Sang Sang vào trong không ngờ lâm cô nương lại là thiên kim tiểu thư của môn chủ mấy ngày trước được cô nương ra tay tương trợ tại hạ thật sự vô cùng cảm kích ninh triết tỏ ra rất khách sáo lâm sang sang khẽ lắc đầu vẻ mặt lo lắng nói thẳng chuyện này là lỗi tại ta sau này ta mới nghĩ lại không nên xen vào khiến cho ngươi vừa mới đến tiểu tranh phong đã phải ở trong động phủ này ngươi cũng biết hàng châu khiêu chiến ngươi không phải là ý của hắn ta mà là bị người khác nhờ vả đúng không người này tên là lý cảnh khanh là một thương nhân quanh năm mua bán hàng hóa cho vạn dược môn chúng ta ninh triết hơi kinh ngạc nhìn lâm sang sang chân thành cảm tạ lâm sang sang xua tay ninh triết công tử ngươi đừng thấy thứ tự động phủ của hàng châu thấp mà lầm thực ra hắn ta cố ý làm vậy người này không rõ lai lịch đến từ hàng châu hiện giờ mọi người đều gọi hắn ta là hàng châu thực lực của hắn ta rất mạnh ngay cả phụ thân ta cũng phải khen ngợi công pháp mà hắn ta tu luyện rất độc đáo nhìn bề ngoài hắn ta tu luyện thể thuật nhưng thực chất công pháp lại chú trọng tinh thần rất có thể là đồng tu thượng đan điền và hạ đan điền nên triết lập tức lộ vẻ mặt ngưng trọng đồng tu hai đan điền xem ra hàng châu này có kỳ ngộ của riêng mình không môn phái lẽ loi một mình mà có thể tu luyện loại công pháp cao thâm như vậy lâm cô nương vậy ta nên làm gì bây giờ lâm sang sang an ủi ninh triết công tử ngươi là do ta đưa vào tiểu tranh phong chuyện này xảy ra ta cũng có phần trách nhiệm vì vậy lần này ta đến đây là để giúp ngươi đây là tích cốc đan thượng phẩm trước khi giao đấu với hàng châu ngươi hãy ăn vào vài viên ngậm thêm vài viên trong miệng công kích của hàng châu vô cùng đặc biệt có thể khiến cho người ta cảm thấy lạnh buốt rơi vào trạng thái suy yếu uống thuốc trị thương không bằng ăn tích cốc đan để bản thân luôn trong trạng thái no bụng nếu không nội hỏa khó mà chịu đựng nổi, một khi ngũ tạng lục phủ bị tổn thương, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến thực lực của ngươi. Nói xong, Lâm Sang Sang lại lấy ra một miếng ngọc bội. Ngọc bội màu hồng nhạt, vô cùng tinh xảo. Khi lấy ra, mặt Lâm Sang Sang hơi ửng đỏ. Đây là vật mà nàng luôn mang theo bên mình từ khi còn nhỏ. Đây là ấm tâm bội. Nó có thể giúp ngươi duy trì nhiệt độ cơ thể, sự ấm tinh thần. Hàng Châu có thói quen khiến cho đối thủ rơi vào trạng thái hoảng loạn trước. Đây chính là điểm kỳ lạ trong công pháp của hắn ta. Miếng ngọc bội này có thể giúp tinh thần của ngươi mạnh mẽ và kiên định hơn. Ninh Triết không khách khí nhận lấy tích cốc đan và ấm tâm bội, sau đó dùng đôi mắt hắc bạch phân minh nhìn chầm chầm lâm sang sang, lâm cô nương, còn gì nữa không, ánh mắt lâm sang sang hơi né tránh. Nàng cho rằng bản thân đã giúp đỡ Ninh Triết rất nhiều rồi. Nhưng khi đối mặt với hắn, nàng lại cảm thấy mình nên làm gì đó hơn nữa. Nghĩ vậy, nàng hít sâu một hơi, trong thời gian ngắn, ta chỉ nghĩ được đến vậy. Muốn giúp ngươi nhiều hơn, ta phải xem thực lực cụ thể của ngươi như thế nào. Cái gọi là chiến đấu, không gì khác ngoài việc phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm, lấy dài bù ngắn. Ninh Chuyết liên tục gật đầu, Lâm cô nương nói rất đúng. Hay là chúng ta đến diễn võ trường, để tại hạ thể hiện một chút, a, à, cái này Lâm sang sang do dự. Trước khi đến, nàng chưa từng nghĩ đến việc đích thân xem xét cách chiến đấu của Ninh Chuyết. Nhưng Ninh Chuyết không cho nàng cơ hội từ chối, trực tiếp đẩy cửa, rời khỏi động phủ. Lâm sang sang do dự một chút, cuối cùng vẫn đi theo ra ngoài. Ninh Chuyết đứng ở cửa động, mỉm cười với nàng. Lâm cô nương, xin hỏi diễn võ trường đi đường nào, Lâm sang sang bất đắc dĩ cười, đi theo ta. Một lúc sau, Tôn Linh Đồng trở về động phủ, Tiểu Chuyết, ta đã mua được rất nhiều hỏa hành phù triện trên thị trường, có thể giúp ngươi xua tan hàng khí, ổn định tinh thần khi đối chiến với hàng Châu." Tiểu Chuyết y nhìn trái nhìn phải, không thấy bóng dáng Ninh Chuyết đâu. "Tiểu Chuyết đâu rồi? Tiểu Tranh Phong, diễn võ trường." Môn nhân vạn dược môn trấn giữ lối vào diễn võ trường, cẩn thận kiểm tra thân phận, thu lấy linh thạch của từng tu sĩ rồi mới cho phép họ tiến vào. Diễn võ trường nơi đây quanh năm đông đúc, bởi vì môi trường cạnh tranh khốc liệt của tiểu tranh phong khiến nhu cầu tu luyện rất cao một vị tu sĩ tươi cười tiến đến trước mặt môn nhân dò hỏi xin hỏi phòng chữ thiên ở diễn võ trường còn trống không môn nhân liếc nhìn hắn giọng đều đều sao ngươi lại đến nữa lần trước ta đã nói rõ phòng chữ thiên đã được đặt trước đến tận cuối tháng rồi tu sĩ gật đầu hạ giọng ta biết nhưng ta cũng nghe nói là có thể chen ngang được chỉ cần không được Môn nhân lập tức ngắt lời, tình huống ngươi nói đúng là có tồn tại. Nhưng đó là chuyện của đời trước, từ khi ta tiếp quản nơi này, chưa từng có ai chen ngang thành công. Ngươi muốn hối lộ ta, môn nhân lắc đầu, thái độ kiên định, con đường này không thông đâu, ta, à, đang nói, sắc mặt môn nhân đột nhiên biến đổi. Hắn vội vàng chạy lên, không người thi lễ, lâm sư tỷ, ngọn gió nào đưa ngài tới đây vậy, trong lòng môn nhân có chút nghi hoặc. Phải biết rằng, với thân phận như lâm sang sang cho dù muốn sử dụng diễn võ trường nàng cũng chỉ đến nguyên lai sơn đại bản doanh của vạn dược môn diễn võ trường ở đó được trang bị cao cấp hơn nơi này rất nhiều một nhân vật quan trọng như lâm sang sang cơ bản rất hiếm khi đến đây lâm sang sang thoáng bối rối nhưng nàng không giải thích cố gắng giữ bình tĩnh nói cho ta một tòa diễn võ trường ta cần dùng gấp còn trống không đương nhiên là có môn nhân vỗ ngực cam đoan ngài đến thật đúng lúc phòng chữ thiên vừa hay còn trống một gian lâm sang sang không chút nghi ngờ khẽ gật đầu vị thiếu niên này là ai vậy còn muốn cùng lâm sư tỷ diễn võ môn nhân liếc mắt nhìn ninh chuyết trong lòng không khỏi đoán già đoán non ninh chuyết nhận ra ánh mắt của hắn liền khẽ gật đầu chào hỏi môn nhân lập tức cười đáp lễ lâm sư tỷ mời đi lối này môn nhân dẫn đường khi ba người đi ngang qua vị tu sĩ lúc nãy hắn vội vàng lùi lại một bước nhường đường ánh mắt đầy hâm mộ nhìn ninh chuyết cùng hai người kia tiến vào diễn võ trường qua chuyện này tin đồn về mối quan hệ giữa ta và lâm sang sang nhất định sẽ lan truyền ninh chuyết thầm đắc ý trên thực tế hắn cố tình mời lâm sang sang hỗ trợ cùng đến diễn võ trường cũng là vì mục đích này dù sao hắn vừa mới đến chưa quen thuộc nơi này tự nhiên phải tìm một chỗ dựa vững chắc không thể nghi ngờ Lâm Sang Sang chính là lựa chọn tốt nhất. Sự việc diễn ra đúng như dự đoán của Ninh Chuyết. Dọc đường đi, các môn nhân đều cung kính hành lễ với Lâm Sang Sang, đồng thời ném cho Ninh Chuyết những ánh mắt tò mò. Cũng có rất nhiều tu sĩ ngoại lai chứng kiến cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên ta thấy Lâm Sang Sang dẫn người khác đến đây dùng diễn võ trường. Thiếu niên tu sĩ đi cùng nàng là ai? Sao ta chưa từng gặp qua, nhìn khí chất của hắn, chắc chắn không phải người thường, có lẽ là đệ tử cao tầng của một môn phái lớn nào đó, địa vị tương đương với Lâm Sư Tỷ, những lời bàn tán xôn xao lọt vào tai Lâm Sang Sang, khiến hai má nàng nóng bừng. Vì vậy, khi vừa tiến vào phòng chữ thiên, Lâm Sang Sang lập tức nói với môn nhân, được rồi, ngươi lui xuống đi, ta biết cách sử dụng. Môn nhân lại một lần nữa kinh ngạc, cách Lâm Sang Sang dục giả hắn giống như đang đuổi rùi, tựa như nàng đang nóng lòng muốn ở riêng với thiếu niên tu sĩ kia. Môn nhân lớn tuổi hơn Lâm Sang Sang, hắn chưa từng thấy nàng đối xử với một nam tu sĩ xa lạ nào như vậy chẳng lẽ môn nhân bất chợt nảy ra một suy đoán táo bạo nhưng lập tức lắc đầu ngoài ngoài gạt phăng ý nghĩ đáng sợ đó lâm sang sang là họ ngọc quý trên tay trưởng môn vạn dược môn được toàn bộ môn phái yêu mến có rất nhiều tu sĩ thầm thương trộm nhớ nàng nhưng môn nhân này không có ý nghĩ như vậy hắn giống như một bậc trưởng bối luôn quan tâm đến thế hệ hậu bối lâm sang sang mở phát trận của diễn võ trường lập tức ngăn cách bên trong và bên ngoài nàng âm thầm thở vào một hơi tâm trạng căng thẳng cũng dần dần thả lỏng kỳ lạ ta thường xuyên cùng đại sư huynh vào diễn võ trường luận bàn tỷ thí tại sao lần này lại cảm thấy căng thẳng như vậy thậm chí còn có chút bối rối ninh chuyết không nói gì hắn quan sát xung quanh diễn võ trường cho lâm sang sang thời gian điều chỉnh cảm xúc lâm sang sang cố gắng bình tĩnh lại sau đó nói với ninh chuyết Ninh Triết công tử, ngươi hãy thi triển một số chiêu thức chiến đấu thường dùng cho ta xem, để ta hiểu rõ hơn về thực lực của ngươi. Giống như việc bắt mạch kê đơn vậy, phải biết rõ bệnh tình mới có thể kê đúng thuốc. Ninh Triết gật đầu, sau đó thi triển các loại pháp thuật ngũ hành. Hiện tại, chiến lực của hắn chủ yếu dựa vào cơ quan tạo vật. Phật y mạnh giao âm, đại xà liêm, trọng trang huyết viên đại thắng, phù băng bạch ngọc thủ, thiên khí cầu băng tinh tuyết, đều là những cơ quan tạo vật vô cùng lợi hại thậm chí có thể giúp ninh chuyết đối đầu với kim đan cảnh nhờ có chúng chiến lực của ninh chuyết đã vượt xa tu vi trúc cơ của bản thân đạt đến trình độ ngang ngửa kim đan nhưng lúc này hắn đương nhiên sẽ không sử dụng cơ quan mà phải cho lâm sang sang thấy thực lực thật sự của mình một mặt hắn biết bản thân còn nhiều thiếu sót muốn nhân cơ hội này mượn tay những tu sĩ ở tiểu tranh phong để rèn luyện bản thân nếu sử dụng cơ quan nghiền ép đám tu sĩ trúc cơ hiệu quả rèn luyện sẽ không cao mặt khác hắn cần một lý do để tiếp tục ở bên cạnh lâm sang sang sức mạnh quá bá đạo sẽ khiến lâm sang sang cảnh giác và giữ khoảng cách ninh triết cố tình thể hiện sự yếu đuối của bản thân điều này rất có lợi cho kế hoạch của hắn ninh triết lần lượt thi triển nhiều loại pháp thuật cơ bản đều thuộc hệ ngũ hành lâm sang Sang nhìn mà hai mắt sáng rực thán phục từ tận đáy lòng không ngờ ninh triết công tử lại có tạo nghệ thâm sâu về pháp thuật như vậy thậm chí còn vượt qua cả ta, chỉ bằng vào thực lực bản thân, ngươi cũng có khả năng chiến thắng Hàng Châu. Mỗi loại pháp thuật ngũ hành được Ninh Chuyết thi triển đều vô cùng thành thạo. Điều khiến Lâm Sang Sang kinh ngạc nhất là pháp lực ngũ hành trong tay Ninh Chuyết chuyển hóa vô cùng tự nhiên, liền mạch, đạt đến cảnh giới, hòa hợp hoàn mỹ. Ngươi thật sự chỉ mới 16 tuổi sao? Lâm Sang Sang không khỏi thắc mắc. Ninh Chuyết mỉm cười, gật đầu khẳng định. Lâm Sang Sang cảm thán, ta không phải là không tin ngươi, chỉ là tạo nghệ pháp thuật như vậy ở độ tuổi 16 là vô cùng hiếm có. Ít nhất là ta mới chỉ nghe nói đến hai ba người. Không ngờ hôm nay lại được tận mắt chứng kiến, Ninh Triết chỉ mới thể hiện một chút thực lực, đã khiến Lâm Sang Sang càng thêm tò mò. Nàng truy hỏi, ngươi là chiến tu sao, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ việc tích lũy pháp lực, ngươi dành bao nhiêu thời gian để luyện tập những pháp thuật này, Ninh Triết trầm ngâm nói, ta không dành quá nhiều thời gian để luyện tập những pháp thuật này so với chúng, ta càng hứng thú với cơ quan thuật. Ngoại trừ việc tự mình thi triển pháp thuật, ta còn có thể sử dụng cơ quan tay để hỗ trợ chiến đấu. Lâm cô nương, mời xem. Nói xong, Ninh Chuyết lấy ra từ trong túi trữ vật sáu cánh tay cơ quan. Những cánh tay này lơ lửng giữa không trung, xoay quanh Ninh Chuyết. Ninh Chuyết điều khiển những cánh tay cơ quan này thi triển các loại pháp thuật kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong nháy mắt, pháp thuật lấp lánh, mũ sắc hào quang chói lọi ẩn chứa uy lực kinh người lâm sang sang bất giác lùi lại một bước âm thầm kinh hãi trước đợt tấn công mãnh liệt của ninh chuyết ninh chuyết chỉ thể hiện một chút liền dừng lại thu hồi những cánh tay cơ quan kia hắn chủ động nói lâm cô nương ta tương đối giỏi sử dụng pháp thuật đánh xa điều lo lắng nhất là bị hàng châu áp sát một khi rơi vào tình huống đó ta sẽ rất bị động khả năng thua cuộc cao hơn rất nhiều Lâm Sang Sang lập tức nói, vậy chúng ta thử diễn tập một chút đi. Ninh Chuyết liền cùng Lâm Sang Sang đấu thử kỹ thuật cận chiến. Lần này, hắn không giấu dốt nữa, toàn lực thi triển võ kỹ, kết quả là bị Lâm Sang Sang áp chế hoàn toàn. Tốt. Lâm Sang Sang chủ động lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách với Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thở hổn hển, sắc mặt hơi tái nhợt. Lâm Sang Sang mỉm cười, người biết sử dụng binh khí không, Đinh Chuyết lắc đầu, không biết. Lâm Sang Sang gật đầu, so với thuật pháp, Đinh Chuyết công tử, ngươi còn yếu kém hơn rất nhiều về kỹ thuật cận chiến. Đinh Chuyết cười khổ, Lâm cô nương quá khen, ta biết bản thân còn nhiều thiếu sót ở phương diện này. Mong cô nương chỉ bảo thêm, ta sẽ cố gắng cải thiện. Lâm Sang Sang lớn hơn Ninh Chuyết 5 tuổi. Từ nhỏ nàng đã được Lâm bất phàm, phụ thân của nàng, huấn luyện vô cùng nghiêm khắc. Dù sao, nàng là người duy nhất kế thừa huyết mạch của ông lâm sang sang được lâm bất phàm dùng hết tâm huyết bồi dưỡng tuy về mặt thi pháp không bằng ninh chuyết nhưng cũng không thua kém quá nhiều còn về kỹ thuật cận chiến nàng hoàn toàn vượt trội hơn ninh chuyết một bậc ninh chuyết chủ yếu tự học võ kỹ tuy có học đường nhưng cũng chỉ là giáo dục đại trà không thể so sánh với lâm sang sang người được nguyên anh cảnh cường giả tận tâm chỉ dạy từ nhỏ vì vậy nền tảng võ kỹ của Ninh Chuyết tuy vững chắc, nhưng cũng rất bình thường, nhất là khi so sánh với thiên tài môn phái như Lâm Sang Sang. Đương nhiên, nếu Ninh Chuyết triệu hồi những cơ quan tạo vật kia ra, mười Lâm Sang Sang cũng không phải là đối thủ của hắn. Kính xin Lâm cô nương dạy ta võ nghệ. Ninh Chuyết không chút khách khí, trực tiếp đưa ra yêu cầu. Hắn đã sớm nhận thức được điểm yếu của bản thân ở phương diện này. Nhưng không còn cách nào khác, 16 năm qua, hắn không phải lãng phí thời gian, mà là mỗi ngày đều khổ luyện. Chỉ là lĩnh vực hắn dùng tâm sức là cơ quan thuật, chứ không phải võ kỹ cận chiến. Trong lúc tranh đoạt dung nham tiên cung, Ninh triết bị công phu của con rối kia khơi dậy hứng thú, cũng từng nghĩ đến việc bù đắp khuyết điểm này. Nhưng hắn luôn không có thời gian. Cái này, Lâm Sang Sang có chút do dự. Dù cho ngã Phật tâm ma ấn đang ảnh hưởng đến nàng, nàng vẫn cảm thấy yêu cầu này quá đường đột nam nữ thụ thụ bất thân. Muốn truyền dạy võ công hiệu quả, nhất định phải có những động tác đụng chạm, thậm chí là thân thiết. Việc tiếp xúc cơ thể là điều khó tránh khỏi. Cho nên, sau khi Lâm Sang Sang trưởng thành, Đại sư Huynh Lệnh Hồ Tử và Chữ Môn Lâm Bất phàm đều không trực tiếp dạy võ cho nàng nữa, mà mời nữ sư phụ đến làm võ đạo sư phụ cho nàng. Nếu không phải nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ, hắc bạch phân minh cùng đôi mắt trong sáng của Ninh Chuyết, Lâm Sang Sang thật sự muốn mắng hắn là, đồ háo sắc nàng đang định cự tuyệt ninh triết đã vỗ vào túi trữ vật lấy ra hai cánh tay cơ quan lúc nãy lâm cô nương hai cánh tay cơ quan này xin tặng cho ngươi ngươi hãy điều khiển chúng chỉ điểm võ nghệ cho ta được không lâm sang sang ồ lên một tiếng khúc mắt trong lòng vơi đi phân nửa nàng do dự nói đây là lá bài tẩy của ngươi sao có thể tùy tiện tặng ta đây mà gọi là lá bài tẩy sao nhưng ninh triết vẫn tỏ vẻ do dự một chút sau đó thành khẩn nói thứ nhất ta tin tưởng nhân phẩm của cô nương cho dù để ngươi biết bí mật của cánh tay cơ quan ta cũng không lo lắng thứ hai ta thừa nhận bản thân còn nhiều thiếu sót về võ nghệ lần này phải đối phó với hàng châu sau này còn phải đối mặt với những người khác mỗi lần chiến đấu đều là một thử thách vì vậy ta muốn nhân cơ hội này giải quyết triệt để vấn đề này thái độ kiên định của ninh chuyết khiến lâm sang sang càng thêm ngưỡng mộ không còn do dự nữa nàng nhận lấy cánh tay cơ quan nếu vậy chúng ta bắt đầu huấn luyện thôi lâm sang sang tận lực mô phỏng theo phong cách chiến đấu của hàng châu giao đấu với ninh tuyết ninh tuyết chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ còn lâm sang sang đã là trúc cơ hậu kỳ hơn nửa nàng còn cố tình kiềm chế pháp lực mô phỏng tình huống bị cường địch áp sát buộc ninh tuyết phải tìm cách thoát thân và kéo dài khoảng cách lâm sang sang liên tục tấn công dồn dập khiến ninh tuyết phải vất vả chống đỡ chẳng mấy chốc đã mồ hôi đầm đìa nửa canh giờ trôi qua rất nhanh thấy động tác của ninh triết đã chậm lại thể lực gần như cạn kiệt lâm sang sang chủ động dừng tay hôm nay luyện tập đến đây thôi ninh triết kiệt sức thở hổn hển mồ hôi ướt đẫm quần áo đa tạ đa tạ lâm cô nương hôm nay tỉ thí ta học được rất nhiều lâm sang sang cũng toát mồ hôi nhưng nàng chỉ cần dùng pháp lực quét qua là cơ thể đã khô thoáng trở lại nàng nói ninh triết công tử có thể thấy ngươi thường ngày chỉ chuyên tâm luyện tập pháp thuật còn giao đấu như hôm nay Ngươi rất ít khi thực hiện phải không? Ninh Triết gật đầu. Lâm cô nương quả là tinh mắt, khiến ta xấu hổ quá. Lâm sang sang lắc đầu, vẻ mặt chân thành. Có lẽ ngươi không nhận ra, nhưng trong quá trình giao đấu, ngươi đã có tiến bộ vượt bậc. Điều này chứng tỏ ngươi có thiên phú rất cao. Ngươi thông minh, chỉ cần chịu khó suy nghĩ, trải nghiệm thực tế, không ngừng điều chỉnh, nhất định sẽ đạt được thành quả như mong muốn. Thứ ngươi thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Cho nên, tiểu tranh phong là nơi rất thích hợp cho ngươi ninh chuyết công tử lần này coi như thua hàng châu một trận cũng đừng nản lòng chỉ cần ngươi chịu khó rèn luyện ở tiểu tranh phong vài tháng nhất định sẽ có bước đột phá mới lâm sang sang vừa khẳng định thiên phú và tư chất của ninh chuyết vừa đưa ra những lời khuyên bổ ích và động viên kịp thời thua keo này ta bày keo khác tương lai vẫn còn dài ninh chuyết gật đầu nhìn lâm sang sang chăm chú nếu không có cô nương chỉ điểm chỉ dựa vào bản thân ta mò mẫm luyện tập làm sao có thể tiến bộ nhanh như vậy ngày mai chúng ta tiếp tục luyện tập ở đây được không lâm sang sang ngạc nhiên nàng chưa từng nghĩ đến chuyện tiếp tục chỉ dạy ninh tuyết trong suy nghĩ của nàng chỉ dạy một lần là đủ rồi ngã phật tâm ma ấn dưới ảnh hưởng của ninh tuyết lâm sang sang vừa định từ chối thì lời nói ra khỏi miệng lại là được ngày mai vẫn ở đây cùng giờ này được chứ đa tạ lâm cô nương Ninh Chuyết chấp tay cảm tạ, sau đó lấy ra bốn cây vụ tú lan. Đây là chút lòng thành của ta, Lâm Sang Sang mỉm cười. Ta đã nói rồi, chuyện hàng châu khiêu chiến ta cũng có phần trách nhiệm. Ninh Chuyết công tử, ta chỉ làm theo bản tâm mà thôi. Nếu nhận quà của ngươi, ý nghĩa sẽ khác ngay. Ngươi hiểu ý ta chứ, Ninh Chuyết thở dài thường thược. Ta hiểu, Lâm Cô Nương quả nhiên là người đức hạnh vẹn toàn, xứng danh là kiêu tử của vạn dược môn. Phong thái như thế, ta thật sự hiếm thấy, Lâm Sang Sang đã từng được khen ngợi rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng được khen ngợi trực tiếp, nhiệt tình và chân thành như vậy. Thậm chí khi rời khỏi diễn võ trường, bước chân nàng còn có chút lân lân. Đã nửa canh giờ rồi, hai người vẫn ở trong diễn võ trường, rất nhiều môn nhân đã âm thầm chú ý từ sớm. Nhìn thấy Lâm Sang Sang và Ninh Chuyết cùng nhau đi ra, ánh mắt ai nấy đều lộ vẻ dò xét. Họ nhìn thấy Ninh Chuyết mồ hôi nhễ nhại, bước chân loạn choạng, lại nhìn thấy lâm sang sang đi phía trước với vẻ mặt ẩn đỏ đủ loại suy đoán bắt đầu nảy sinh trong lòng họ lâm sang sang đi ngang qua chỗ các môn nhân đột nhiên dừng lại à đúng rồi nàng dặn dò phòng chữ thiên ở diễn võ trường hãy giữ lại một gian những ngày tới ta đều cần dùng rõ môn nhân vội vàng đáp ứng trong lòng thầm kinh ngạc nghe giọng điệu của lâm sang sang có vẻ như nàng còn muốn ở riêng với thiếu niên này nhiều lần nữa rốt cuộc người trẻ tuổi kia là ai nghi vấn lớn nhất này quanh quẩn trong lòng rất nhiều người vì vậy ngay sau khi ninh truyết và lâm sang sang rời đi đã có rất nhiều người chủ động tiếp cận hắn dò hỏi lai lịch của hắn ninh truyết không hề giấu giếm giới thiệu sơ lược về thân phận của mình sau đó kể lại chuyện bị hàng châu khiêu chiến lâm sang sang với tư cách là kiêu tử của vạn dược môn vô cùng nhiệt tình và tốt bụng đã chủ động giúp đỡ hắn chuẩn bị cho trận đấu đại tiểu thư nhà chúng ta lại nhiệt tình đến mức đó sao, nàng ấy luôn thích giúp đỡ người khác, nhưng đây là lần đầu tiên ta thấy nàng ấy tận tình với một người xa lạ như vậy. Sao ta không bị hàng châu khiêu chiến nhỉ? Tên Ninh Chuyết này thật là phúc đức trời cho, câu chuyện về Ninh Chuyết và Lâm Sang Sang nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Lý Cảnh Khanh nghe được tin này, sắc mặt trắng bệch. Xong đời rồi, với khả năng điều tra của Lâm Sang Sang, muốn biết chuyện này quá dễ dàng. Nàng ấy lại thiên vị Ninh truyết như vậy, chứng tỏ nàng ấy có thành kiến với ta. Ta còn muốn giữ mối quan hệ tốt với Vạn Dược môn, bây giờ lại đắc tội với ái nữ của trưởng môn, phải làm sao đây? Lý Cảnh Khanh hận không thể tự tác vào mặt mình. Chuyện bé xé ra to rồi, chuyện bé xé ra to rồi. Hắn than thở không thôi, cả đêm than thở, trằn trọc mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn quyết rời khỏi động phủ, men theo con đường núi cuối cùng dừng lại trước động phủ số 281. Hắn thôi động pháp lực, đưa một tấm thiệp vào pháp trận trên vách đá trước cửa động phủ, sau đó kích hoạt pháp trận. Tấm thiệp bay qua pháp trận, rơi vào tay Ninh Chuyết. Ninh Chuyết mở thiệp ra xem, bên trong viết đầy chữ, nhưng hắn chỉ nhìn hai chữ, tạ tội. Có chút thú vị. Hắn cất tấm thiệp đi, sau đó đứng dậy, gọi Tôn Linh Đồng đang ngủ trong vạn lý du long ra, bảo y điều khiển cơ quan ẩn nút một bên, đề phòng bất trắc sau đó ninh triết mở pháp trận của động phủ thản nhiên mời lý cảnh khanh vào trong lý cảnh khanh mang theo rất nhiều quà đến tạ lỗi nhưng ninh triết không nhận bất cứ thứ gì ngươi âm thầm tính kế ta ta đã biết từ chỗ lâm sang sang sư tỷ rồi ta hiểu ngươi nhưng cũng khinh thường cách làm của ngươi tuy nhiên hôm nay ngươi chủ động đến tạ lỗi cũng coi như có thành ý chúng ta bất đắc dĩ mới trở thành bằng hữu số quà này ta sẽ không nhận nói thật cho ngươi biết có thể chiến đấu với hàng châu là vinh hạnh của ta ta cũng rất mong chờ trận đấu này lý cảnh khanh vội vàng đưa ra một cái ngọc giảng đây là những thông tin mới nhất về hàng châu mà ta thu thập được tuyệt đối chính xác ninh chuyết liếc nhìn ngọc giảng một cái sau đó dời mắt ta tin ngươi thật lòng muốn tạ lỗi nhưng thứ này ta sẽ không dùng ta muốn dựa vào thực lực của bản thân đường đường chính chính nên chiến chuyện của ngươi ta sẽ nói lại với lâm sang sang sư tỷ thấy lý cảnh khanh định lấy thêm quà ra ninh triết xua tay ngắt lời đừng có dở trò lấy lòng ta ta chỉ thích nghe lời thật ngươi có thể đi rồi lý cảnh khanh thấy sắc mặt ninh triết nghiêm nghị biết không thể nóng vội đành cúi đầu chào thu hồi lễ vật rời khỏi động phủ gặp lại lâm sang sang ninh triết kể lại chuyện của lý cảnh khanh cho nàng nghe chỉ là một tên thương nhân đúng là hèn hạ lâm sang sang lắc đầu ta chưa từng muốn làm khó hắn tuy nhiên ngươi đừng nói cho hắn biết để hắn lo lắng thêm một thời gian cũng tốt lâm sang sang rất hài lòng về cách xử lý của ninh tuyết đây mới đúng là phong độ của nam nhi nếu ninh tuyết đồng ý lời xin lỗi của lý cảnh khanh từ đó hủy bỏ trận đấu với hàng châu nàng có thể hiểu được nhưng cũng sẽ khinh thường hắn ta sẽ đến xem trận đấu giữa ngươi và hàng châu lâm sang sang càng thêm có thiện cảm với ninh tuyết không kìm được mà nói mắt ninh triết sáng lên siết chặt nắm tay nếu vậy ta nhất định sẽ không thua lâm sang sang thầm khen ngợi cũng bị khích lệ tinh thần chiến đấu ninh triết công tử thực lực của hàng châu quả thực mạnh hơn ngươi nhưng cũng không phải là không có cơ hội chiến thắng những ngày huấn luyện tiếp theo chính là chìa khóa quyết định thắng bại ninh triết gật đầu ta hiểu hãy bắt đầu thôi hai người ngày ngày luyện tập bên nhau khiến tin đồn càng thêm lan xa từ nhỏ đến lớn lâm sang sang luôn là tâm điểm chú ý ở vạn dược môn. nay lại thêm chuyện của ninh triết càng khiến vô số người chú ý. rất nhiều nam tu sĩ nghiến răng khi nhắc đến cái tên ninh triết. cũng có người âm thầm tìm đến hàng châu, chủ động cho hắn mượn pháp khí hoặc cung cấp thông tin về ninh triết. nhưng hàng châu đều từ chối. hắn nói thẳng, ta nghe nói lý cảnh khanh muốn lấy thông tin của ta để tạ lỗi với tên ninh triết kia. kết quả là bị hắn từ chối. hắn đường hoàng như vậy ta tuy nghèo nhưng cũng là nam nhi đại trượng phu sao có thể làm chuyện hèn hạ như thế các ngươi cứ đi đi để ta cùng hắn quyết đấu một trận sòng phẳng dưới sự sắp xếp của tôn linh đồng những câu chuyện về ninh chuyết và hàng châu về cách hành xử và lựa chọn của họ đều được lan truyền rộng rãi trận đấu giữa ninh chuyết và hàng châu ngày càng được nhiều người chú ý danh tiếng và hình tượng của cả hai cũng ngày càng tăng cao đặc biệt là ninh chuyết từ một kẻ ngoại lai chỉ chưa đầy nửa tháng sau khi đến đây danh tiếng của hắn đã vang xa khắp tiểu tranh phong và nguyên lai sơn ngày đấu võ trên võ trường rộng lớn ninh chuyết và hàng châu đứng đối diện nhau người đứng xem rất đông các tu sĩ đều rất quen thuộc với hàng châu nhưng đa số người đây là lần đầu tiên nhìn thấy ninh chuyết hắn ta chính là ninh chuyết của hỏa thị tiên thành sao nhìn hắn ta cũng bình thường sao lại được đại tiểu thư ưu ái chứ có bình thường hay không xem trận chiến này là biết rất nhiều ánh mắt tò mò đổ dồn vào ninh chuyết trong đó có cả lâm sang sang đang cải trang nàng đã hứa với ninh chuyết sẽ đến xem trận đấu nên nhất định phải thực hiện lời hứa nhưng mấy ngày nay nàng cũng nghe được một số lời đồn đại khó nghe cho nên lần này nàng đã cải trang không dùng dung mạo thật lâm sang sang hòa vào đám đông không hề thu hút sự chú ý nhưng nàng không biết có một ánh mắt lặng lẽ nhìn xuống toàn bộ võ trường và tìm thấy lâm sang sang trong đám đông một cách chính xác chủ nhân của ánh mắt đó chính là Lâm Bất Phàm, môn chủ vạn dược môn. Công việc của ông ta rất bận rộn, gần đây lại là thời điểm cao điểm, vốn dĩ không có thời gian để ý đến những tin đồn này. Nhưng, người bên cạnh lại rất biết ý, chủ động lo liệu, nhân lúc Lâm Bất Phàm nghỉ ngơi, liền báo cáo. Sang sang từ nhỏ đến lớn, chưa từng đối xử với một nam tu nào như vậy. Ninh Chuyết này là ai? Hãy điều tra cho ta. Sau khi ra lệnh, lâm bất phàm cũng nhớ đến ngày giao đấu của ninh tuyết và hàng châu đến ngày hôm nay ông ta cố ý gác lại công việc vận chuyển pháp trận tuy ở xa nguyên lai sơn nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng trận đấu lớn nhỏ trên tiểu tranh phong quả là một vẻ ngoài đẹp trai lâm bất phàm quan sát ninh tuyết lần đầu tiên liền khẽ gật đầu bản thân ông ta cũng rất tuấn tú khí chất của ninh tuyết khiến ông ta cảm thấy đối phương xuất thân không tầm thường ít nhất là đến từ một gia tộc tu chân ấn tượng đầu tiên của lâm bất phàm về ninh chuyết cũng không tệ ninh chuyết quan sát hàng châu hàng châu có thân hình gầy gò khuôn mặt tái nhật trên khuôn mặt hắn ta đầy dấu vết của sự vất vả toát ra vẻ mệt mỏi tiều tụy nhưng ánh mắt của hắn ta lại rất bình tĩnh lộ ra ý chí kiên định và sự không sợ gian khổ tóc hắn ta thưa thớt lộn xộn mang một màu trắng xám như tàn tích của băng tuyết tan chảy một sợi dây gai đơn giản buộc hờ hững sau gáy lộn xộn hắn ta mặc một bộ trường bào màu xám cũ nát đầy những miếng vá và vết rách chân mang một đôi giày cỏ cũ nát khi đi trên đường phát ra tiếng sột soạt đế giày đã mòn lộ ra những ngón chân tím tái vì lạnh làn da của hắn ta rất thô ráp đầy vết thương do lạnh giá và sẹo ngón tay còn dính một lớp xương trắng thông thường cho dù tu sĩ không giàu có cũng sẽ ăn mặc sạch sẽ gọn gàng quần áo ít nhất cũng phải chỉnh tề nhưng hàng châu lại không như vậy hắn ta như thể muốn cho người khác biết hắn ta xuất thân từ một tên ăn mày ninh chuyết chấp tay hành lễ hàng châu huynh đài tiểu đệ đã mong chờ trận chiến này từ lâu hôm nay nguyện lãnh giáo sự gian khổ mà huynh đài đã trải qua hàng châu giọng khàn khàn ninh đạo hữu ngươi và ta có duyên gặp gỡ có trận chiến này vậy thì hãy để chúng ta dốc hết sức lực Hàng Châu rất dứt khoát, sau khi nói xong, hắn ta liền giang hai chân ra, chủ động chạy về phía Ninh Chuyết. Hắn ta nắm chặt hai nắm đấm, hàng khí tỏa ra xung quanh, tạo thành sương giá. Sương trắng nhanh chóng lan ra, bao phủ bề mặt nắm đấm của hắn ta một lớp. Sương đóng quyền, Ninh Chuyết vẻ mặt nghiêm túc, ngay khi Hàng Châu lao đến, hắn cũng đồng thời lùi về phía sau. Hắn vừa lùi, vừa thi triển pháp thuật. Trong nháy mắt, những dây leo màu xanh lục mọc lên từ mặt đất, linh hoạt như rắn, cuốn lấy hàng châu. Hàng châu đột nhiên tăng tốc, cố gắng né tránh dây leo. Ninh Chuyết dùng thần thức điều khiển dây leo, không ngừng sinh trưởng, cuốn lấy hàng châu. Hàng châu thấy không thể né tránh, liền đứng im tại chỗ, quát khẽ, tung ra vô số cú đấm. Nắm đấm của hắn ta đánh vào dây leo, lập tức đóng băng chúng, hàng khí lan ra xung quanh. Ninh Chuyết đã sớm biết được tình báo, xác nhận, hàng khí mà hàng châu phát ra có chứa huyền diệu, chính là khổ hàng khí được tôi luyện từ những gian khổ mà hắn ta đã trải qua khổ hàng khí rất khó phòng ngự dễ dàng xâm nhập vào cơ thể tu sĩ ăn mòn nhục thân và tinh thần của họ ban đầu sự ăn mòn này rất nhỏ nhưng theo thời gian trôi qua không ngừng tích lũy ảnh hưởng do sự ăn mòn này sẽ ngày càng rõ ràng nếu tu sĩ không có cách nào để loại bỏ khổ hàng khí vậy thì thương thế trong cơ thể sẽ ngày càng nặng trạng thái giảm sút rất nhiều đối thủ trước đây của hàng châu đều thua dưới khổ hàng khí này ninh chuyết vận chuyển pháp lực ngũ hành luân chuyển một vòng chiếc xuất ra hỏa hành hắn chỉ một ngón tay lập tức có một cột lửa phun ra ban đầu cột lửa chỉ nhỏ như đầu ngón tay nhưng khi phun ra được nửa đường đã lan rộng ra phình to như con trăng khổng lồ khi đến trước mặt hàng châu cột lửa đã trở nên to lớn giống như cột nhà trong cung điện hàng châu đứng bất động thậm chí không hề né tránh mặc cho ngọn lửa thiêu đốt, bao trùm lấy toàn thân hắn ta. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nhưng khổ hàng khí mạnh mẽ từ trong cơ thể hàng châu tỏa ra, khiến cho ngọn lửa lập tức yếu ớt. Cho dù ninh chuyết rót thêm pháp lực, cũng không thể khiến ngọn lửa bùng cháy mạnh hơn. Vài hơi thở sau, ngọn lửa thiêu đốt trên người hàng châu chỉ còn lại chút tàn lửa, bám vào tóc và tay áo của hắn ta. Hỏa hành tốt. Hàng Châu chỉ đánh giá đơn giản một câu, rồi tiếp tục lao về phía Ninh Triết. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, lại thi triển pháp thuật thổ hành. Trong nháy mắt, các vàng bay lượn bao phủ toàn bộ võ đài. Các đất bám vào người Hàng Châu, không ngừng tích tụ, dần dần biến hắn ta thành một con rối bằng bùn. Pháp thuật thổ hành, tượng bùn thuật, nhưng rất nhanh, từ trong ra ngoài, trên bề mặt con rối bằng bùn liền xuất hiện một lớp sương trắng dày đặc. Sương trắng đóng băng các đất, phá vỡ kết cấu của nó, khiến nó sụp đổ. Hàng Châu một lần nữa giang hai chân ra, thoát khỏi con rối bằng bùn. Sắc mặt hắn ta bình thản, ánh mắt kiên nghị, vẻ mặt đau khổ, chỉ nói một câu, thổ hành tốt. Ninh chiếc mặt không biểu cảm, lại thi triển pháp thuật kim hành. Bàn tay hắn như lưỡi dao, chém về phía Hàng Châu. Từng trưởng ấn, hóa thành kim đao trên không trung, chém về phía Hàng Châu. Hàng Châu bước lên trước, vẫn không né tránh. Kim đao chém vào người, cuối cùng cũng khiến cho quần áo của hắn ta rách thêm một chút trên người xuất hiện vết thương chảy ra một ít máu kim hành tốt sắc mặt hàng châu càng thêm đau khổ nhưng khí thế lại tăng vọt đến cực hạn hắn ta chỉ bị động chịu đòn nhưng lại tạo cho người ta ấn tượng vô cùng mạnh mẽ ninh triết cảm nhận sâu sắc nhất trong lòng tràn đầy áp lực như bị đè nặng bởi tảng đá lớn khán giả xôn xao bàn tán hàng châu vừa lên đài đã sử dụng toàn lực tuy ta chỉ là người ngoài cuộc nhưng từ thái độ của hàng châu có thể cảm nhận được sự tôn trọng của hắn ta đối với ninh chuyết chính là vì sự tôn trọng này mới khiến hắn ta vừa khai chiến đã giúp toàn lực thi triển khổ nạn thân ninh chuyết thi triển pháp thuật rất thuần thục nhưng cho dù là kim hành vốn nổi tiếng với khả năng tấn công cũng chỉ khiến cho hàng châu bị thương ngoài lam sang sang lẫn trong đám đông nghe thấy mọi người bàn tán trong lòng cũng rất đồng tình nàng không khỏi lo lắng biết rằng tiếp theo thế công của hàng châu chắc chắn sẽ càng thêm mãnh liệt cuồng bạo khổ nạn thân là một loại thể thuật giống như kim cương thân loại sau có thể tăng cường khả năng phòng ngự còn loại trước là thông qua việc tiếp nhận đòn tấn công từ bên ngoài để khiến cho các loại năng lực của bản thân tăng vọt chỉ cần hàng châu còn sức chiến đấu hắn ta càng bị đánh thì càng mạnh pháp thuật kim hành của ninh triết công tử có vẻ như hiệu quả quá nhỏ không thể phá giải khổ nạn thân vậy phải làm sao bây giờ Lâm Sang Sang lo lắng không yên. Nàng rất hy vọng Ninh Chuyết có thể chiến thắng. Không chỉ vì nàng có hảo cảm với Ninh Chuyết, mà còn vì nàng đã bỏ ra rất nhiều công sức để giúp Ninh Chuyết luyện tập. Nàng nỗ lực càng nhiều, liền càng đứng về phía Ninh Chuyết. Hàng Châu dẫm chân xuống đất, khiến cho gạch trên võ đài nứt toát. Tốc độ của hắn ta tăng vọt, như viên đạn pháo, lao về phía Ninh Chuyết. Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn, Ninh Chuyết tranh thủ từng giây, đẩy hai tay ra thì triển pháp thuật thủy hành ba đợt sóng nước đột nhiên xuất hiện giữa không trung mang theo sức mạnh khổng lồ ập vào hàng châu muốn đẩy lùi hắn ta hàng châu bị đợt sóng thứ nhất đẩy lùi thế công giảm sút nhưng ở đợt sóng thứ hai sức mạnh của hắn ta đã tăng lên đến mức có thể đứng vững tại chỗ đến đợt sóng thứ ba hắn ta trực tiếp xông lên hắn ta càng bị tấn công thì bản thân càng mạnh khổ nạn thân kỳ lạ như vậy trời sinh đã có khả năng làm suy yếu ý chí chiến đấu của đối thủ. Hàng Châu dùng cơ thể làm vũ khí, phá tan sóng nước, cuối cùng cũng xông đến trước mặt Ninh Chuyết. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, hai mắt lóe sáng. Mấy ngày qua đặc hứng, hắn muốn nhân cơ hội này, thông qua thực chiến để kiểm tra thành quả của mình, hai người giao chiến, quyền cước va chạm. Lúc đầu, hai bên còn ngang tài ngang sức, nhưng rất nhanh, Hàng Châu đã chiếm ưu thế. Quyền cước của hắn ta xen kẽ, liên tiếp tấn công giống như một trận mưa bão ninh chuyết thấy tình hình bất lợi chỉ có thể chuyển sang phòng thủ sương đóng quyền nắm đấm trái của hàng châu vung lên mang theo hàng khí lạnh thấu xương với tốc độ cực nhanh đánh thẳng vào ngực ninh chuyết ninh chuyết vội vàng đưa hai tay lên đỡ ầm uhm, một tiếng vang trầm ninh chuyết lùi lại vài bước nắm đấm của hàng châu bị hắn đỡ được nhưng quyền phong vẫn xuyên qua lớp phòng ngự xâm nhập vào cơ thể ninh chuyết khổ hàng khí hàng châu tiếp tục tấn công bộ pháp biến đổi chân trái nâng cao xoay người đá lão hàng thối cú đá sắc bén nhắm thẳng vào mặt ninh chuyết ninh chuyết nghiêng người né tránh may mắn thoát được nhưng hàng châu nhanh chóng thay đổi chiêu thức nắm đấm phải như tia chớp đánh mạnh vào sườn ninh chuyết ninh chuyết trúng một cú đấm cơ thể hơi lão đảo nếu là trước khi đặt huấn chắc chắn hắn sẽ bị đánh bại nhưng sau khi đặt huấn hắn đã cắn răng, giữ vững tinh thần, chịu đựng vài cú đánh, từ đầu đến cuối vẫn giữ được tư thế, không bị đánh gục hoàn toàn. Mỗi cú đấm của Hàng Châu đều mang theo lực đạo mạnh mẽ, khiến hai tay ninh truyết trung lên. Hàng Châu đột nhiên cúi người xuống, chân phải quét mạnh. Lão Hàng thối, hai chân ninh truyết bị đánh trúng, cơ thể mất thăng bằng, loạn choạng lùi về phía sau. Hàng Châu thừa cơ tấn công, hai nắm đấm đồng thời đánh ra, một cú đánh vào mặt ninh truyết, một cú đánh vào ngực Ninh Chuyết chỉ đỡ được cú đánh vào mặt Cú đánh vào ngực xuyên qua lớp phòng ngự Trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài Hắn bay ngược ra sau một trường Điều chỉnh tư thế trên không trung Khi rơi xuống đất Bàn chân ma sát với mặt đất Kéo lê một đoạn Hắn xoay người Điều chỉnh trọng tâm Cuối cùng cũng không bị ngã Quyền cước tốt Ninh Chuyết phun ra một mụn máu Mỉm cười với hàng châu Tỏ vẻ tán thưởng từ tận đáy lòng Lâm Sang Sa nhìn thấy Ninh Chuyết bị thương, lông mày nhíu chặt, trái tim lo lắng. Tôn Linh Đồng trong cơ quan Du Long cũng đang theo dõi trận đấu, nhìn thấy cảnh tượng này, liền cười nói, tiểu tuyết, quyền cước của ngươi đúng là phải luyện tập chăm chỉ. Tôn Linh Đồng là tà tu, huấn luyện Ninh Chuyết luôn rất nghiêm khắc. Chỉ là phun ra một mụn máu, trong mắt y, chẳng đáng là gì, Hàng Châu chậm rãi bước đến chỗ Ninh Chuyết, hắn ta khẽ lắc đầu, vẻ mặt thất vọng, Ninh Đạo Hữu. Nếu ngươi chỉ có trình độ này, vậy thì hôm nay người chiến thắng chắc chắn là ta. Cận chiến công phu của ngươi, cần phải cải thiện. Điểm yếu này quá rõ ràng, sau này chắc chắn sẽ bị người khác nhắm vào. Ninh Chuyết cực đầu, Hàng Châu Huynh Đài nói rất đúng. Quyền cước, chính là môn mà ta đã đặt huấn mấy ngày nay, vốn định còn muốn thảm hại hơn. Đa tạ Hàng Châu Huynh Đài đã cho ta thử quyền cước. Tiếp theo, ta sẽ sử dụng một phần thực lực, xin Huynh cẩn thận, hai mắt Hàng Châu sáng lên, tại hạ xin đợi. Ngay sau đó, Ninh Chuyết lấy ra sáu cánh tay phù du cơ quan từ trong túi trữ vật. Cánh tay phù du vừa được thả ra, lập tức bay lên không trung, vây quanh hàng châu. Ninh Chuyết hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng thi triển pháp thuật ngũ hành. Hỏa diễm, kim nhận, dây leo, đất đá, sóng nước, hàng loạt pháp thuật được thi triển liên tiếp, thế công cuồng bạo của các loại pháp thuật giao thoa với nhau, như pháo hoa rực rỡ trong lễ hội. Lộng lẫy, chết chóc khán giả ồ lên ninh chuyết vậy mà lại có tạo nghệ cao siêu như vậy trong ngũ hành pháp thuật hắn ta mới bao nhiêu tuổi hắn ta là luyện tập pháp thuật từ trong bụng mẹ sao không đây không phải là ngũ hành pháp thuật đơn thuần các loại pháp thuật luôn chuyển lẫn nhau không ngừng tương sinh tương khắc dung hợp phân giải tận dụng triệt để uy lực của mỗi loại pháp thuật hắn ta tu luyện công pháp gì sao có thể chuyển hóa ngũ hành dễ dàng như vậy ngay cả lâm sang sang người biết một chút về ninh chuyết lúc này cũng kinh ngạc nàng ta mới biết hóa ra ngày đầu tiên đặt hứng ninh chuyết đã giữ lại rất nhiều thực lực khi thi triển pháp thuật trước mặt nàng ta đây mới là dáng vẻ toàn lực ứng phó của hắn ta sao ánh mắt lâm sang sang tập trung vào chàng trai áo trắng trong sân khuôn mặt túng tú tập trung của hắn ta được chiếu sáng bởi ngũ sắc pháp quan càng thêm thu hút hình ảnh ninh chuyết thi triển pháp thuật đã in sâu vào trong lòng lâm sang sang không chỉ nàng ta mà tất cả khán giả cũng đang kinh ngạc ghi nhớ hình ảnh của Ninh Triết. Quyền cước của hắn ta tuy yếu, nhưng tạo nghệ pháp thuật lại vô cùng thâm hậu, chỉ với thực lực như vậy, động phủ số 281, tuyệt đối không phải là giới hạn của hắn ta. Hắn ta xứng đáng có được một động phủ tốt hơn. Đừng vội, các ngươi dường như quên mất khổ hàng khí của Hàng Châu. Ninh Triết chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, mà Hàng Châu lại là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ cần Hàng Châu không thua, chỉ cần hắn ta kiên trì, pháp lực của ninh chuyết sẽ tiêu hao hết trước mọi người xôn xao bàn tán người sáng suốt vẫn còn rất nhiều tuy ninh chuyết đã giúp toàn lực thi triển pháp thuật khống chế hàng châu khiến hắn ta chỉ có thể bị động phòng ngự nhưng cách tấn công bất chấp như vậy của ninh chuyết sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực hắn ta chỉ là tu sĩ trúc cơ sơ kỳ so với hàng châu là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nội tình của hàng châu mạnh hơn như mọi người dự đoán theo thời gian trôi qua khí thế của ninh chuyết nhanh chóng suy yếu thế công cuồng bạo của ngũ hành pháp thuật cũng giảm bớt hàng châu người vẫn luôn bị động chịu đòn cuối cùng cũng tìm được cơ hội phản công hô hàng khí lạnh lẽo từ trong cơ thể hắn ta cuồn cuộn tuôn ra khiến cho uy lực của ngũ hành pháp thuật giảm đi rất nhiều hắn ta như một lưỡi dao thanh phong bay ra từ trong băng nguyên trong nháy mắt đã đến trước mặt ninh chuyết a à, lâm sang sang không nhịn được kêu lên kinh hãi những khán giả xung quanh nàng ta cũng đồng loạt kêu lên. Nhưng Lâm bất phàm, người đã theo dõi trận đấu từ đầu đến giờ, khi nhìn thấy phản ứng của Lâm sang sang, trong lòng liền trùng xuống, có một dự cảm không lành. Khí thế khổ cực khổng lồ ập đến, Ninh Chuyết như rơi vào trong băng tuyết, chìm trong bão tuyết kinh khủng vô tận. Toàn bộ thân thể và tinh thần của Ninh Chuyết đều sắp bị đóng băng, trơ mắt, nhìn ngón tay của Hàng Châu đâm thẳng vào mi tâm của mình. Nếu bị trúng chiêu này, chắc chắn trán của hắn sẽ bị xuyên thủng, trọng thương sắp chết nhưng vào thời khắc mấu chốt hàng châu chủ động thay đổi phương hướng chỉ nhắm vào vai ninh triết tuy nhiên cú đánh toàn lực đầy tự tin của hắn ta lại bị tấm chắn ánh sáng đột nhiên xuất hiện trên người ninh triết làm chệch hướng hắn ta lướt qua người ninh triết du quan thủy hoạt phù lá bùa hộ thân mà ninh tự phạm đưa cho ninh triết không chỉ có thể sử dụng một lần du quan thủy hoạt phù có linh tính cảm nhận được chủ nhân bị tấn công mạnh lập tức tự động kích hoạt bảo vệ ninh triết đám người đang im lặng lại một lần nữa ồn ngào. ta không nhìn lầm chứ khí tức kim đan đây là phù triện cấp kim đan ninh triết mang theo ác chủ bài như vậy cho dù không biết quyền cước thì có sao đã có thủ đoạn như vậy tại sao lúc trước hắn ta còn muốn đánh cận chiến với hàng châu một số người cảm thấy rất khó hiểu nếu ngay từ đầu ninh triết đã sử dụng đạo phù này thì mọi chuyện đã sớm kết thúc không ai cho rằng hàng châu sẽ thắng hàng châu xuất thân từ một tên ăn mày cả người rách rưới chỉ dựa vào công pháp và quyền cước của mình nhưng cho dù là tu sĩ khác sử dụng đủ loại pháp khí cũng rất khó phá vỡ một đạo phù phòng ngự cấp kim đan hàng châu cũng rất hiểu rõ bản thân hắn ta thi triển thủ đoạn kiểm tra toàn thân ninh tuyết xác định du quan thủy hoạt phù rất bền bỉ hắn ta liền chủ động thu tay lại trực tiếp nhận thua ninh tuyết lại nói hổ thẹn tại hạ đã sử dụng phù triện hộ thân của trưởng bối trong nhà đây không phải là ý của ta thật sự là hàng châu huynh đài thực lực của huynh quá mạnh khiến ta không thể tiếp tục áp chế linh phù nó đã tự động kích hoạt trận chiến này không phải là thực lực thật sự của ta hay là xem như hòa được không hàng châu nhướng mày nghiêm túc nhìn ninh chuyết hắn ta có thể cảm nhận được thành ý của đối phương nhưng vẫn lắc đầu thắng chính là thắng thua chính là thua ngươi có phù triện pháp khí đều là một phần thực lực của ngươi dựa vào những thứ này để chiến thắng là chuyện đương nhiên trận này là ta thua, nói xong, hàng châu hành lễ, tập tỉnh đi ra khỏi võ đài. Thắng rồi. Lâm sang sang vô thức siết chặt nắm đấm, trong lòng vui mừng không xiết. Ninh Chuyết lại thở dài, mất hứng xoay người, cũng lui ra khỏi võ đài. Khán giả bàn tán xôn xao, rất nhiều người là tu sĩ thường trú trên tiểu tranh phong. Bọn họ bắt đầu đánh giá thực lực của người mới Ninh Chuyết này. Quả nhiên là công tử của đại gia tộc, có linh phù hộ thân cấp kim đan ai có thể uy hiếp được hắn ta chứ chỉ có lại vô ảnh và những người đó tu sĩ bình thường căn bản không phải đối thủ của hắn ta pháp thuật của hắn ta được thi triển vô cùng thành thạo có thể khiến cho hàng châu bị thương nặng lâm bất phàm thu hồi ánh mắt trước khi rời đi ông ta nhìn thấy lâm sang sang đi theo ninh triết linh phù hộ thân cấp kim đan ninh gia của hỏa thị tiên thành sao lâm bất phàm bắt đầu coi trọng ninh triết hơn đối phương tuy là tiểu bối, nhưng lai lịch cũng không nhỏ. Mang theo linh phù hộ thân cấp kim đan, có thể thấy được hắn ta được gia tộc coi trọng, bồi dưỡng. Ngay cả lâm bất phàm cũng coi trọng ninh truyết, huống chi là những người khác. Nhất thời, tin tức về ninh truyết lan truyền khắp vạn dược cốc, mọi người đều biết một vị công tử của đại gia tộc, có bối cảnh thâm hậu, không nên tùy tiện trêu chọc, lâm sang sang bắt mạch cho ninh truyết. Một lát sau, nàng thu hồi ngón tay ngọc thon dài, Ôn Nhu nói, khổ hàng khí tích tụ trong cơ thể ninh truyết công tử cũng không nhiều, nhưng vẫn cần hơn một tháng thời gian mới có thể giải trừ toàn bộ. Trong khoảng thời gian này, ninh truyết công tử dù ăn bất cứ thứ gì, đều sẽ cảm nhận được vị đắng. Hãy chú ý giữ ấm, tránh để nhiễm thêm hàng khí. Đồng thời, hãy giữ tâm trạng thoải mái, đừng ưu tư phiền muộn, nếu không sẽ khiến khổ hàng khí càng thêm trầm trọng. Lâm sang sang cạn kẻ dặn dò ninh truyết. Ninh Chuyết có chút không cam lòng, Lâm cô nương, quý môn tinh thông y thuật, chẳng lẽ không có biện pháp nào khác để giải trừ khổ hàng khí sao, Lâm sang sang mỉm cười, tất nhiên là có, chỉ là cái giá phải trả quá đắt. Muốn trong nháy mắt thanh trừ khổ hàng khí, ít nhất phải dùng đến đan dược cấp kim đan. Theo ta thấy, khổ hàng khí trong cơ thể công tử cũng không nhiều, cũng không ảnh hưởng đến tu hành và chiến đấu. Chỉ cần kiên nhẫn một thời gian, nó sẽ tự động tiêu tan sao lại không làm như vậy, Ninh Chuyết khẽ gật đầu, đa tạ lâm cô nương chỉ điểm. Quả nhiên hàng châu chính là hàng châu, ngay cả khổ hàng khí cũng lợi hại như vậy. Phải dùng đến thủ đoạn cấp kim đang mới giải trừ được. Lâm Sang Sang nói, khổ hàng khí khó giải trừ không phải bởi vì nó ăn mòn nhục thân của tu sĩ, mà là ăn mòn tinh thần. Theo như phỏng đoán của bản phái, chân ý ẩn chứa trong khổ hàng khí có thể thẩm thấu vào thượng đan điền trong thần hải, rất khó hóa giải vì vậy phụ thân ta mới cho rằng hàng châu rất có thể tu luyện một loại công pháp phật môn công tử hẳn cũng rõ ràng điều đáng sợ nhất của công pháp phật môn chính là độ hóa ninh chuyết gật đầu công pháp phật môn rất nhiều loại đều có năng lực độ hóa nguyên nhân là vì pháp lực của phật môn tự mang chân ý có thể thẩm thấu vào thượng đan điền cho nên sau khi bị công pháp phật môn tấn công rất nhiều tu sĩ sẽ dần dần tán đồng giáo nghĩa của phật môn cuối cùng quy y phật môn trở thành đệ tử phật môn trong phật môn có một loại thần thông nổi danh thiên hạ tên là ngũ chỉ sơn chính là được tu luyện từ công pháp phật môn có khả năng độ hóa thần thông này thi triển pháp lực sẽ ngưng tụ thành hình hóa thành ngũ chỉ sơn trấn áp địch nhân thời gian trấn áp càng lâu địch nhân càng bị chân ý phật môn thẩm thấu mức độ cải tạo càng cao ninh triết hỏi vậy nên mục đích thực sự của hàng châu không phải là tu hành ở tiểu tranh phong mà là đến để độ hóa, Lâm Sang Sang khẽ lắc đầu. Đây chỉ là suy đoán, ít nhất Hàng Châu chưa từng thừa nhận, cho nên suy đoán này vẫn chưa được chứng thực. Ninh Chuyết cười một tiếng, Hàng Châu làm sao có thể thừa nhận? Độ hóa, loại chuyện này là phạm vào điều cấm kỵ. Bị độ hóa, ta có còn là ta nữa hay không? Ít nhất ta cho rằng, đây không phải là thay đổi xuất phát từ bản thân ta, mà là bị ngoại lực cưỡng ép. Đây là một chuyện rất đáng sợ, lâm sang sang thở dài tiểu tranh phong rồng rắn lẫn lộn các tu sĩ ngoại lai đều có mưu đồ riêng người ngoài rất khó dò xét rõ ràng ninh triết công tử lúc trước ngươi nói đến đây là để thỉnh giáo vậy rốt cuộc muốn thỉnh giáo điều gì chưa đợi ninh triết trả lời lâm sang sang lại nói trước kia ta vẫn cho rằng ngươi giao đấu với hàng châu là thua nhiều thắng ít nhưng ngươi lại sở hữu linh phù cấp kim đan kết hợp với tạo nghệ ngũ hành pháp thuật thâm hậu đã được xem là chiến lược hàng đầu ở tiểu tranh phong là ta đã đánh giá thấp ngươi. Có ta hay không cũng không ảnh hưởng đến kết quả trận chiến. Không có ta, ngươi nhất định cũng có thể thành công. Dù không có nhân mệnh huyền ti hay ngã phật tâm ma ấn, chỉ dựa vào kinh nghiệm nhìn người được tôi luyện từ nhỏ đến lớn ở hỏa thị tiên thành, ninh triết cũng lập tức nhận ra sự u oán, nghi ngờ ẩn giấu trong lòng lâm sang sang. ninh triết lập tức giãn mặt, nở nụ cười ấy nấy, dùng ánh mắt chân thành nhìn lâm sang sang. hắn chậm rãi đứng dậy. Chấp tay thi lễ với Lâm Sang Sang, trước tiên là xin lỗi, sau đó chậm rãi giải thích. Lâm cô nương, không phải ta cố ý lừa gạt ngươi. Ngươi xem, đây chính là du quan thủy hoạt phù, là kim đan lão tổ của gia tộc ta ở quê nhà tặng cho ta. Lâm Sang Sang lập tức dời mắt, ninh triết công tử, đây là lá bài tẩy của ngươi, sao có thể dễ dàng lấy ra cho người khác xem, ninh triết cười, tiến lên một bước, nắm lấy tay Lâm Sang Sang, đặt du quan thủy hoạt phù vào tay nàng để lâm cô nương xem sao có thể gọi là dễ dàng lấy ra lâm sang sang lúng cuốn trước hành động đột ngột của ninh triết nam nữ thụ thụ bất thân sao có thể như thế trong lòng nàng tràn đầy xấu hổ và tức giận ngã phật tâm ma ấn cảm xúc ngượng ngùng trong lòng lâm sang sang bị phóng đại lấn át cả tức giận ninh triết vội vàng giải thích với vẻ mặt chân thành ta không cố ý lừa gạt lâm cô nương chỉ là linh phù như vậy vốn là dùng để bảo mệnh là lá bài tẩy nếu mang ra khoe khoang chắc chắn sẽ khiến người khác xem thường ta là ninh triết đến từ ninh gia ở hỏa thị tiên thành hành bất cải danh tọa bất cải tính bọn họ xem thường ta ta cũng không thèm để ý nhưng vì hành động của ta mà khiến người khác xem thường ninh gia thì tuyệt đối không thể lời nói tràn đầy cảm giác vinh quang tập thể này khiến cho lâm sang sang đại tiểu thư của vạn dược môn bất giác đồng cảm sâu sắc ninh triết tiếp tục nói hơn nữa cái tên ninh truyết của ta mang ý nghĩa giữ vững lòng khiêm tốn, là lời chúc phúc của cha mẹ ta, nhắc nhở ta. Cho nên, ta không bao giờ kiêu ngạo, hung hăng. Ta luôn tự nhủ, những lá bài tẩy này chỉ là vật ngoài thân, không phải thực lực thật sự của mình. Bản thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Vì vậy, ta luôn xem những lá bài tẩy này không tồn tại, cũng giống như lần này nếu ta dựa vào du quan thủy hoặc phù, ta đã không dốc lòng thỉnh giáo lâm cô nương nếu không thỉnh giáo lâm cô nương, làm sao ta có thể tiến bộ thần tốc trong cận chiến, ngươi xem, lúc trước ta giao đấu với Hàng Châu, rơi vào thế cận chiến. Tuy chật vật, nhưng cũng chống đỡ được một lúc. Nếu là ta trước kia, tuyệt đối không làm được như vậy. Đây đều là công lao của ngươi. Lâm cô nương. Lâm sang sang vội vàng xua tay, không dám, không dám. Ninh triết công tử ngộ tính hơn người, chỉ cần điểm một chút là hiểu, lại thêm phần nỗ lực, toàn tâm toàn ý tu luyện. Ta nào dám nhận là danh sư, công tử có tiến bộ như vậy đều là do bản thân ưu tú. Lời này của Lâm Sang Sang không hề khoa trương, hoàn toàn là lời nói thật lòng. Nàng đã tận mắt chứng kiến Ninh Chuyết nỗ lực, cố gắng, Ninh Chuyết thở dài, cảm khái, ân tình của cô nương đối với ta đâu chỉ có vậy. Tích cốc đang giúp ta khắc phục cơ hỏa. Noãn tâm bội giúp ta chống đỡ hàng khí. Trải qua trận chiến với Hàng Châu, ta càng thêm cảm nhận được ân tình to lớn này nhắc đến loãng tâm bội lâm sang sang lập tức nhớ đến mục đích mình đến tìm ninh tuyết nàng muốn đòi lại ngọc bội này nàng chỉ là cho ninh tuyết mượn không phải tặng tích cốc đan thì không sao nhưng loãng tâm bội tuy chỉ là tiểu pháp khí nhưng dù sao cũng là vật bất ly thân của nàng lúc trước đưa cho ninh tuyết là do lâm sang sang xúc động lo lắng hơn nữa cũng thiếu kinh nghiệm mấy ngày nay những lời đồn đại trong môn phái khiến nàng cảm thấy hành động lúc trước của mình thật sự không ổn. Nếu để lộ ra ngoài, e là sẽ trở thành bằng chứng cho những lời đồn đại đó. Vẫn nên đòi lại thì hơn, đang định mở miệng, Ninh truyết lại lên tiếng, cô nương hãy xem, đây là linh phù của gia tộc ta. Ninh gia ta tin thông chế phù. Lá bùa này tự mang linh tính, không cần ta thi triển, chỉ cần ta gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động kích hoạt sự chú ý của lâm sang sang bị dời đi nàng là tu sĩ trúc cơ kỳ tuy trên người có thủ đoạn hộ thân cấp nguyên anh nhưng rất ít khi tiếp xúc với phù triện cấp kim đan vạn dược môn cũng không tin thông loại này đang dược cấp kim đan nàng từng thấy rất nhiều hơn nữa du quan thủy hoặc phù là linh phù có thể sử dụng nhiều lần càng thêm hiếm thấy lâm sang sang chỉ liếc nhìn lá phù sau đó trả lại cho ninh chuyết nàng cố kìm nén hiếu kỳ vẫn là câu nói đó đây là lá bài tẩy của ninh truyết nàng làm sao có thể xem ninh truyết không nhận lấy chỉ nói ta đã sớm học được đạo lý đối nhân xử thế người khác đối xử với ta thế nào ta sẽ đáp lại thế ấy lâm cô nương ngươi ta vốn là người xa lạ quen biết chưa lâu nhưng ngươi lại hết lòng giúp đỡ ta như vậy ta đương nhiên cũng phải đối đãi với ngươi bằng sự chân thành nói thật tuy lão tổ tông của ninh gia ta chỉ là kim đan nhưng trong tộc cũng có chiến lược nguyên anh ta rất may mắn được lão tổ tin tưởng lần này ra ngoài lịch luyện trên người ta còn không ít lá bài tẩy như vậy nếu không phải do lão tổ tông tự mình ban tặng dặn dò ta phải giữ gìn cẩn thận thì hiện tại ta đã tặng ngươi rồi nghe đến tự mình ban tặng trái tim lâm sang sang rung lên ngón tay cầm phù lục vô thức siết chặt dường như cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ninh Triết từ trên lá phù. Lâm Sang Sa nghiêm mặt, đứng dậy, Ninh Triết công tử, ngươi nói đùa rồi. Linh phù cấp kim đan là vật quý giá như vậy, sao có thể tùy tiện tặng người khác, Ninh Triết cũng nghiêm túc, Lâm cô nương, lời này sai rồi, Linh phù tuy tốt, nhưng chung quy chỉ là vật ngoài thân. Bảo vật, như vậy, chỉ là do tu vi của chúng ta còn thấp mà thôi. Nếu chúng ta đều là tu sĩ kim đan, nhìn lại lá bùa này, chẳng phải cảm thấy nó bình thường hơn rất nhiều sao, bản thân mạnh mẽ mới là thật sự mạnh mẽ. Chúng ta tu chân, chính là muốn thoát khỏi sự ràng buộc của vật chất, không ngừng nâng cao bản thân. Cho nên, đối với linh phù như vậy, ta coi trọng, nhưng cũng không quá coi trọng. Ta, Ninh Chuyết, là người xem trọng tình nghĩa hơn cả. Lâm cô nương chân thành, nhiệt tình, chủ động tặng ta noãn tâm bội, tích cốc đan, còn giúp ta đặt hướng, ta sao có thể không báo đáp, nói xong câu cuối cùng, Ninh Triết khẽ thở dài, trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, chỉ là du quan thủy hoạt phù này, thật sự không thể tùy tiện tặng người. Bởi vì đây là vật lão tổ tông ban tặng, sau này ta trở về gia tộc, cần phải bẩm báo với lão tổ tông, xin phép người, sau đó mới có thể làm được. Nhưng ta cam đoan với ngươi, lâm cô nương, tương lai ta nhất định sẽ tặng ngươi một tấm linh phù, để báo đáp ân tình của ngươi. Cái này, lâm sang sang há hốc mồm, không nói nên lời. Bị chặn họng rồi, Nói đến nước này, nhìn Ninh Chuyết với vẻ mặt cảm kích, chân thành, làm sao nàng có thể mở miệng đòi ngọc bổi. Hai, muốn trách thì chỉ có thể trách ta lúc đầu không nói rõ ràng, để cho người ta hiểu lầm. Thật ra, lúc trước bản thân mình cũng có ý định tặng, chỉ là gần đây nghe được một số lời đồn, mới cảm thấy có chút không ổn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.